Thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 27 tháng 7 năm 2023 với đề tài đó là chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúa ơi, giờ đây chúng con học bài học của ngày hôm nay. Xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con. Xin Chúa chỉ dạy cho chúng con những điều mà Chúa muốn chúng con nhận lãnh, những điều mà Chúa muốn chúng con học theo, thay đổi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh của chúng ta hôm nay trong Sử Ký Nhì đoạn 21 câu 1 đến câu 6. Giô-sa-phát an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành David với tổ phụ người. Joram con trai người cai trị thế cho người. Người có các em ruột, tức là những con trai Josaphat: Asaria, Jehiel, Sachari, Asariau, Mikael và Sephatia. Các người này đều là con trai của Josaphat vua Israel. Vua cha có ban cho chúng nhiều của cải bằng bạc và vàng, những bảo vật với các thành vững bền trong xứ Juda. Nhưng người ban ngôi nước cho Joram bởi vì người là con trưởng. Khi Joram lên ngôi nước cha mình, làm cho mình mạnh mẽ, bèn lấy gươm giết các em mình và mấy người quan trưởng của Israel. Joram được 32 tuổi khi lên ngôi làm vua và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi trong con đường của các vua Israel theo điều nhà Ahab đã làm. Vì người có cưới con gái Ahab làm vợ, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là phần Kinh Thánh mà hôm nay chúng ta học ở trong phần bài học này. Bây giờ chúng ta cùng bước vào trong bài học. Câu ghi nhớ là Thi Thiên thứ 52 câu 6 đến câu 7. Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ và cười người mà rằng: kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, xong nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiểm mình, làm cho mình vững bền trong sự ác mình. Câu hỏi suy gẫm: vua Josaphat đã chuẩn bị gì cho tương lai của các con? Sử sách nhận định vua Joram là vị vua như thế nào? Vua cha Josaphat có lỗi gì trong việc này? Bạn đang chuẩn bị gì cho tương lai của mình và của con cháu mình? Vua Josaphat đã chuẩn bị thật chu đáo cho các con. Khi còn sống, vua đã ban cho 6 con trai thứ nhiều của cải và các thành bền vững trong khắp xứ Juda. Và vua chọn con trai trưởng là Joram nên nói ngôi. Thế nhưng con trai trưởng của vua lại là một kẻ tham lam và tàn ác. Sau khi lên ngôi, vua Joram đã làm điều vô cùng thâm độc, mất hết tính người, là giết chết tất cả các em mình và một số thủ lĩnh của Israel để làm cho mình mạnh mẽ, củng cố thế lực và chiếm đoạt tài sản của họ. Sách Sử Ký cho biết vua Joram chỉ cai trị được 8 năm tại Jerusalem và khi qua đời chẳng ai thương tiếc như câu 20. Đây là dấu hiệu cho thấy vua không được Đức Chúa Trời ban phước. Sử sách nhận xét vua Joram đã đi trong con đường của các vua Israel theo điều nhà Ahab đã làm. Lý do vua Joram có những việc làm xấu xa và gian ác như vậy là vì có cưới con gái Ahab làm vợ như trong câu 6. Dù vua Josaphat đã chuẩn bị thật chu đáo cho các con đầy đủ mọi sự về thực thể, nhưng vua không chuẩn bị tốt cho đời sống thuộc linh. Vua đã cưới cho thái tử Joram con gái vua Ahab của Israel, và mẹ của cô gái này là hoàng hậu Jezebel khét tiếng gian ác, là người đã đưa cả Israel lún sâu vào sự thờ phượng ba anh và ác tặc tề. Hậu quả là vua Joram của vương quốc Juda phía nam lại đi theo đường lối của các vua phía bắc và làm những điều xấu xa, gian ác như nhà Ahab đã làm, dẫn đến chỗ hủy diệt gần hết nhà cha của mình. Mọi sự chuẩn bị cho tương lai của chính mình và của con cháu là việc cần quan tâm, nhưng nếu chỉ quan tâm để có được tiền của, địa vị, danh vọng, vân vân, mà không quan tâm xây dựng một nền tảng thuộc linh vững chắc bằng sự học hỏi và làm theo lời Chúa, thì với cái nhìn của người đời dường như là khôn ngoan, nhưng trong mắt Chúa lại vô cùng ngu dại. Khi vua Josaphat cho con trai mình cưới con gái nhà Ahab để củng cố thế lực, tưởng là khôn ngoan nhưng cũng thật là ngu dại. Cuối cùng đi đến chỗ cả gia đình gần như bị hủy diệt.
Khi chúng ta vì theo đuổi lợi lộc hay ham muốn thế gian mà bỏ qua lời Chúa thì hậu quả cho bản thân và gia đình mình thật là thương đau. Bạn đang chuẩn bị cho bản thân và gia đình vật chất đầy đủ hay cuộc sống thuộc linh mạnh mẽ? Dạ, đó là cái câu hỏi một lát nữa mình sẽ quay lại. Cảm ơn Chúa trong bài học hôm nay. Những ngày qua chúng ta học thì chúng ta thấy rằng có cái sự liên hệ với nhau về người cha làm gương cho con, rồi người con nhìn cái gương của cha, cũng như là hôm nay chúng ta thấy rằng người cha, người mẹ, những người đi trước sẽ chuẩn bị cho con của mình, chuẩn bị cho tương lai. Đây là một cái điều mà chúng ta ngày hôm nay sẽ học. Thứ nhất, nếu chúng ta là người cha, người mẹ, chúng ta chuẩn bị gì cho con của mình? Có nhiều người chuẩn bị tiền nha, có nhiều người chuẩn bị công việc kinh doanh một cách rất là tốt, có tiền thật nhiều để giao cho con của mình. Đó cũng là một cái sự chuẩn bị của người cha người mẹ. Rồi có những người thì dạy cho con, hay là cho con cái kiến thức để rồi con sau này sẽ có kiến thức để bước vào tương lai nha. Thiết nghĩ những cái điều đó rất là tốt, người cha người mẹ nào cũng muốn dành cho con của mình. Tuy nhiên, qua bài học ngày hôm nay chúng ta thấy được một điều, đó là di sản đức tin nha, di sản đức tin của người cha người mẹ, người ông người bà để lại cho con cháu của mình là gì? Một đời sống tin kính Chúa, một tấm gương đi trong đường lối của Chúa, nhận phước hạnh của Chúa. Cho nên chúng ta phải nhớ là chuẩn bị cho con của chúng ta một đời sống thuộc linh. Và ở đây bây giờ cô chú anh chị em mình dừng lại ở đây và mỗi người mình xét lại đi, mình có con cháu, nếu ai mà đã lớn rồi, con lớn rồi có cháu còn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, rồi ai thì đã lập gia đình và mới có con thì cũng đang ở trong giai đoạn để chuẩn bị tương lai cho con của mình. Như vậy thì bây giờ mình sẽ xét lại xem mình đang chuẩn bị tương lai cho con, cho cháu của mình về phương diện nào. Chúng ta cần phải chuẩn bị cả hai phương diện, nhưng ưu tiên nhất vẫn là phương diện thuộc linh. Về phương diện vật chất, nếu chúng ta chẳng siêng năng, không làm lụng, không để lại cho con của mình một cái gì, thì con của mình sẽ bắt đầu từ một con số 0, sẽ rất là khó. Nếu như mình không lo cho con của mình trong việc học, không cho nhắc nhở nó để nó có một cái kiến thức, thì rõ ràng khi nó bước ra đời, sau này nó tự lập ở trong tương lai sẽ rất là khó. Cho nên chuẩn bị cho con cháu của mình về thuộc thể cũng là cần. Nhưng nếu như tất cả những cái đó mình chuẩn bị mà nó bị hư hoại về đạo đức, về thuộc linh thì thật là khốn khổ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta ý thức được, đó là chúng ta cần phải chuẩn bị một cách đầy đủ cho con của mình về phương diện thuộc thể cũng như phương diện thuộc linh. Vậy thì chuẩn bị về phương diện thuộc linh chúng ta làm sao? Chúng ta cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, và lại nhớ có lần chúng ta đã học, đó là cầu nguyện ngay bây giờ, ngay cả khi chúng ta chưa có con, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện để Chúa sẽ ban cho một đứa con. Rồi khi có con, chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện để Chúa dẫn dắt, gìn giữ nó. Cầu nguyện cho con cháu của mình. Và giáo dục làm chứng lại những ơn phước mà Chúa ban cho mình, nhắc nhở con cháu của mình trong việc đọc lời của Chúa, nhớ gia đình lễ bái, thực hiện chương trình học kinh thánh ở trong gia đình, chia sẻ với nhau những điều Chúa làm, hát ngợi khen Chúa, cầu nguyện và đời sống làm gương của người cha, người mẹ, người ông, người bà. Chúng ta hãy xét lại chúng ta đã làm được bao nhiêu ở trong việc chuẩn bị cho tương lai của con cháu mình. Hãy nhớ điều đó. Và nếu chúng ta là con, là cháu mà chúng ta học được bài học này, thì dẫu biết rằng có thể ông bà cha mẹ của chúng ta thuộc một thế hệ mà lo cơm áo gạo tiền, bươn chải cái cuộc sống, không có thời gian để có thể chuẩn bị chúng ta về thuộc thể cũng như thuộc linh, thì nếu như mình học bài học này, mình phải biết rằng bắt đầu từ chỗ của mình phải chuẩn bị cho tương lai của mình.
mình phải tìm kiếm Chúa, phải cầu nguyện để xin Chúa ban cho mình một tương lai có đức tin, có sự tăng trưởng ở trong thuộc linh, được gần gũi Chúa và hầu việc Chúa, và đồng thời xin Chúa ban cho mình phước hạnh khi mình bước vào trong công việc, trong thuộc thể, trong mọi phương diện. Xin Chúa ngài ban phước cho. Và khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chúng ta, giống như là Abraham khi được Chúa kêu gọi thì bắt đầu từ ông sẽ ra một dân tộc. Thì hãy bắt đầu từ chúng ta để ra một dân tộc tin kính Chúa, và từ đây chúng ta rút kinh nghiệm của những người đi trước. Nếu ông bà của mình bận quá, cha mẹ của mình bận quá, thì kể từ chỗ của mình hãy nhớ dành thì giờ cầu nguyện cho con của mình và chuẩn bị cho tương lai của con mình. Như vậy hãy chuẩn bị cho tương lai của chính mình và của con cháu mình. Cảm ơn Chúa, đây là sự nhắc nhở qua bài học mà Chúa đã nhắc nhở chúng ta. Câu hỏi: bạn đang chuẩn bị cho bản thân và gia đình vật chất đầy đủ hay một đời sống thuộc linh mạnh mẽ? Đối với lợi, chúng ta chuẩn bị cả hai. Tuy nhiên, hãy nhờ cậy nơi Chúa và nhớ thuộc linh là quan trọng nhất. Thuộc linh là quan trọng nhất, bởi vì khi chúng ta nhờ cậy Chúa, Chúa là đấng ban chúng ta sự khôn ngoan và giúp cho chúng ta mọi sự. Lời cầu nguyện trong bài học đó là: lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết gây dựng một đời sống thuộc linh giàu có trong Chúa và làm theo lời Chúa thay vì đầu tư cho một tương lai giàu có vật chất nhưng nghèo nàn về thuộc linh. Ôi Chúa ơi, chúng con thật bất toàn và ngoài Chúa chúng con không làm được gì hết. Xin Chúa giúp chúng con. Cảm ơn Chúa bài học ngày hôm nay Chúa dạy chính mình con. Xin Chúa cũng dạy cho cô chú anh chị em con và nhắc nhở một cách chi tiết, một cách cụ thể cho từng cuộc đời của chúng con, để chúng con biết lo về tương lai của chính mình, của gia đình mình, của con cháu mình, và nhất là về phương diện thuộc linh, và cũng không thể bỏ qua mọi sự về phương diện thuộc thể. Xin Chúa dạy chúng con. Chúng con cần sự dẫn dắt của chính Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.